Xin chào quý vị và các bạn nhé. Cái chủ đề của video hôm nay mình sẽ chia sẻ đó là tại sao sữa mẹ bị loãng và ăn gì để sữa mẹ đặc hơn là điều mà nhiều bà mẹ cho con bú quan tâm. Và video này mình sẽ chia sẻ một ít kiến thức và kinh nghiệm để giúp các mẹ cho con bú hiểu hơn về vấn đề này. Sữa mẹ là một nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, một số bà mẹ cảm thấy buồn rầu và lo lắng khi thấy sữa của mình loãng, bé bú hoài không lớn. Vậy nguyên nhân sữa loãng là do đâu? Mẹ cần phải cải thiện chế độ dinh dưỡng như thế nào để giúp sữa đặc và chất lượng hơn? Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu tại sao sữa mẹ loãng. Thứ nhất là cho bé bú không đúng cách. Một trong những nguyên nhân khiến sữa mẹ bị loãng đó chính là do mẹ không cho bé bú thường xuyên hoặc bú không đúng cách. Điều này sẽ khiến ít sữa dần đi, chất lượng sữa cũng giảm. Và để cải thiện tình trạng này, mẹ cần phải cho bé bú đều đặn để sữa về nhiều hơn và đặc hơn. Thứ hai, chế độ dinh dưỡng không đảm bảo. Thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của mẹ không đảm bảo, thực phẩm nghèo nàn cũng là những nguyên nhân khiến cho sữa mẹ bị loãng. Và để khắc phục những tình trạng đó thì chúng ta nên ăn gì để sữa mẹ đặc hơn? Chúng ta ăn những thực phẩm giàu vitamin A. Vitamin A là thành phần quan trọng giúp cải thiện chất lượng của sữa mẹ, giúp sữa mẹ đặc và thơm hơn. Thực phẩm được cho là giàu vitamin A đó chính là cà rốt này. Mỗi ngày mẹ đừng quên bổ sung thêm một ly nước ép cà rốt vào thực đơn của mình. Thực phẩm giàu canxi. Sau khi sinh, mỗi người mẹ cần bổ sung thêm 1.500 mg canxi trên một ngày, không vượt quá 2.500 mg canxi trên một ngày. Thực phẩm được đánh giá là giàu canxi như là sữa này, ngũ cốc, nước trái cây, đậu nành và bánh mì. Mỗi ngày mẹ cần bổ sung đầy đủ lượng canxi cần thiết để nâng cao chất lượng sữa, cho sữa đặc hơn và giàu dinh dưỡng hơn. Không nên bỏ qua vitamin D. Để hấp thụ được canxi thì chắc chắn mẹ không nên bỏ qua khi bổ sung thêm vitamin D, vì vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi một cách tốt nhất. Đặc biệt, vitamin D còn rất quan trọng trong sự phát triển xương, làm giảm nguy cơ loãng xương ở mẹ và ngăn ngừa bệnh còi xương ở trẻ. Ăn nhiều cá để bổ sung DHA. Một thành phần quan trọng trong việc hình thành não, mắt của bé đó chính là DHA. DHA trong sữa mẹ phụ thuộc vào chế độ ăn uống của chính mẹ. Vì vậy, để cải thiện chất lượng sữa mẹ cần bổ sung các thực phẩm DHA như cá, sữa, v.v. với lượng trung bình khoảng từ 300 mg DHA mỗi ngày để chúng có thể tích lũy trong sữa nhằm giúp con khỏe mạnh và thông minh hơn. Hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các mẹ có thêm kinh nghiệm để cải thiện lượng sữa và cho bé dòng sữa giàu dinh dưỡng nhất để bé phát triển một cách toàn diện. Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe video của mình. Các mẹ nhớ ấn like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các cái video tiếp theo của kênh.